Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong kính cha đệ, kính thưa cùng bà anh chị em và những hiệp sĩ của Đức Mẹ, chúng ta đến đây ngày hôm nay để chúng ta tạ ơn Chúa, như trong mỗi thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hồng ân. Và đặc biệt ngày hôm nay kêu gọi bên chị đây lên làm chức hiệp sĩ. Xin Chúa cũng chúc lành cho chúng ta khi Chúa ban ơn và kêu gọi chúng ta làm việc gì. Xin Chúa cũng chúc lành cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta để chúng ta làm trọn vẹn cái việc đó. Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Ơn phù trời chúng con đã nơi danh Chúa. Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, người đã chịu đóng đinh và chịu chết trên cây thánh giá để chuộc tội cho loài người chúng con, và để sống lại, đã sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa thương nhân từ làm phép và thánh hóa các tường chịu nạn này, để khi chúng con dâng mình tận hiến cho mẹ Ngài, chúng con luôn là những hiệp sĩ kiên cường dũng cảm, làm đẹp lòng mẹ luôn mãi. Để đến làm phép cưới mình côi, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muốn cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, người đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa nhân từ làm phép và thanh hóa các cưới mình côi này. Để khi chúng con chăm chỉ đọc kinh mân côi, chúng con suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô và tôn kính mẹ thánh người, chúng con cầu xin người là đấng hằng sông hằng trị muôn đời. Amen. Tiếp tục đến là làm phép áo choàng hiệp sĩ mân côi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã sáng tạo mọi loài và thống trị trên mọi sức mạnh. Xin thương nghe lời chúng con nguyện cầu, xin làm phép và thánh hóa áo choàng hiệp sĩ này. Để tất cả những ai mang chúng được xứng đáng phục vụ Chúa với một lòng đạo đức chân thành và được sự gìn giữ và che chở của mẹ Ngài trong giờ sau hết, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trên nghi thức trao tường chịu nạn chuối mân côi và áo choàng hiệp sĩ. Cha chỉ khoác áo rồi các chị thôi, có người giúp.
chức giảng luận. Thay mặt cha chủ tịch tổng hội hiệp sĩ Đức Mẹ Mân Côi tiếp nhận sự tận hiến của quý ông bà và anh chị em, nguyện xin Chúa Giêsu cứu thế Đức Mẹ Fatima Mân Côi và các thánh chúc lành cho quyết định của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Anh chị em thân mến, lần chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa và các mầu nhiệm cứu độ của Người. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tri ân Thiên Chúa và dâng lên Người lời thiết tha khẩn nguyện.
Hiệp nhất và yêu thương là vấn đề mà giáo hội luôn quan tâm củng cố. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong hội thánh luôn sát tín vào tình yêu Chúa, yêu thương nhân loại và nỗ lực loan báo tin vui này bằng cách giúp đỡ nhau thăng tiến trong tình Chúa và tình người. Chúng ta nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Maria ghi tạc và suy niệm trong lòng mọi lời Chúa Giêsu nói, cũng như mọi việc Chúa làm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những ai đang gặp thử thách, gian truân, biết noi gương mẹ Maria, lắng nghe lời Chúa chỉ dạy, để lời Chúa soi sáng cho mình, nhờ đó mà vững lòng tín thác vào người. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chuỗi Mân Côi được xem là cuốn tin mừng rút gọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu trẻ biết quý chuộng phương cách cầu nguyện này. Và cho dù cuộc sống có nhiều bận rộn, họ vẫn dành thời gian cho việc đọc kinh Mân Côi. Nhờ đó, họ được ơn an bình do kinh Mân Côi đem lại. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chuỗi Mân Côi là sợi dây ràng buộc người Kitô hữu với mẹ Maria. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt các tân hiệp sĩ vừa tuyên hứa, luôn biết yêu kính và cầu nguyện với mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Nhờ đó, chúng ta luôn có mẹ ở bên, được mẹ chở che trong mọi cảnh huống cuộc đời, nhất là những khi nguy nan, chán nản, tuyệt vọng. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sau hết, chúng con nguyện xin Chúa, qua sự chuyển cầu của mẹ Fatima Mân Côi, xin cho các linh hồn chiến sĩ Mân Côi, các thai nhi và thân bằng quyến thuộc chúng con được an nghỉ trong vương quốc của Chúa đến muôn đời. Amen. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, khi chúng con đọc kinh Mân Côi, chúng con cùng với mẹ Maria tuyên xưng niềm tin vào Cha là đấng yêu thương, ba đơn cứu độ cho chúng con cùng muôn vật loài người. Xin cho chúng con biết yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi, để chúng con được hạnh phúc thuộc trọn về Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ được Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Con xin được kính chào hai cha, cha Cố Đệ và cha Thông, cùng toàn thể các ông bà và anh chị em đang có mặt trong ngôi thánh đường này, đặc biệt là các tân hiệp sĩ năm nay đã rất là sốt sắng và đến đây cùng tham dự với hội Mân Côi. Thưa trọng kính hai cha và quý cộng đoàn dân Chúa, ngày hôm nay chúng con rất vui mừng và hân hoan được nghe bài chia sẻ rất có ý nghĩa của cha. Chúng con về chuỗi Mân Côi, chúng con cũng hiểu được sơ sơ một cách mộc mạc, nhưng tuy theo lời giải thích của cha thì chúng con đã được thấu hiểu hơn. Chuỗi kinh Mân Côi tuy đơn sơ mộc mạc nhưng lại có sức mạnh vạn năng. Bên cạnh đó, ý nghĩa của chiếc áo choàng hiệp sĩ mà các tân hiệp sĩ đã được vinh dự khoác lên trên người hôm nay như một vũ khí sắc bén chống lại mọi kẻ thù và sự dữ, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết giữa người với người. Thưa quý cha và quý cộng đoàn, hôm nay hội Mân Côi chúng con hân hoan đón nhận trong danh sách là chúng con có 81 tân hiệp sĩ. Tuy nhiên có một số hiệp sĩ vì hoàn cảnh sau đó cũng không đến được trong ngày hôm nay. Dâng mình tận hiến cho Thánh Tâm Chúa qua sự dìu dắt của mẹ Fatima Mân Côi. Có những anh chị em không ngại xa xôi
đến từ các tiểu bang Louisiana, North Carolina, thành phố Livermore và phần đông đến từ Bắc Cali. Thật là một hồng ân cao cả vì chúng ta đang ở trong năm thánh. Chúng con xin được gửi lời tri ân đến quý cha, hai ban phục vụ Elizabeth và hội Mân Côi, ca đoàn Nữ Vương đã hướng dẫn cộng đoàn dâng lời ca tiếng hát rất ngọt ngào thắm thiết lên Thiên Chúa. Để thánh lễ được thêm phần sốt sáng hơn, ban trang trí, ban tiếp tân, ban ẩm thực và quý ân nhân gần xa đã đóng góp công sức giúp đỡ hội Mân Côi chúng con vào những thời gian mới bắt đầu hoạt động và hàng năm vào ngày lễ bổn mạng. Cũng xin cảm ơn Việt Catholic Đức Thiên Chị Kỳ Cẩm Hồng và Thái Phạm đã giúp làm phóng sự cho hội trong nhiều năm qua. Một lần nữa, chúng con đại diện hội Mân Côi xin được tri ân đến hai cha đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ và ban phép lành cho các tân hiệp sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa giao thông, kính thưa ban chấp hành hội Vân Côi và tất cả các quý vị, và đặc biệt là mừng cho các ông bà anh chị em tân hiệp sĩ hôm nay. Cái năm nay rất là có ý nghĩa mà chúng ta cũng toàn thể giáo hội là cái năm thánh mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Cho nên với các lý do đó thì tôi xin có cái tâm tình tặng cho các cái tân hiệp sĩ nói riêng và chung cho tặng cho cha, cho ban chấp hành và tất cả các quý vị hoặc các cái tâm tình sau đây. Bánh chu niên 100 năm Đức Mẹ Fatima ban thông điệp hòa bình từ Chúa Cha, nhắc nhớ nhân loại khắp thế giới mọi ơn phước lành cho chúng ta. Người tín hữu mến mẹ Mân Côi, Fatima mẹ hiện trên cây sồi, phương dược thần diệu cho nhân thế, tám hối quốc thần đừng buông trôi. Canh tân thống hối luôn thực thi, lời con mẹ dạy hãy khắc ghi. Nếu có sai phạm xin hoán cải, quyết tâm tu sửa không ngại chi. Mẹ Fatima tỏa tình bao la, nhờ qua mẹ cầu xin thiết tha. Mọi nhu cầu vui với hồn sáng, mẹ cầu bầu hợp ý Chúa Cha. Tràng chuối Mân Côi, phương dược thần linh, chứa thần quyền cho cả nhân sinh. Mọi hoàn cảnh người dân tình mến, sáng, soi, vui, thương, mừng, quang vinh. Maria con dâng cả tâm tình, bay cao vang dội cõi thần linh. Qua nhờ mẹ cầu xin cho nhân thế, mẹ tình yêu ý cụ hòa bình. Hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc thì được Chúa ban cho ơn cầu nguyện để tại vì có nhiều lúc em nghĩ là mình không làm gì được, nhưng mà ngoài cái sự cầu nguyện bây giờ cố gắng giữ lòng trung thành với Chúa và mẹ. Thì em nghĩ em nhờ cái được cái ơn đó thì em được đến ngày hôm nay. Hôm nay thì em được khoác áo hiệp sĩ của Đức Mẹ Mân Côi, thật là hạnh phúc. Cảm tưởng của em rất là vui mừng. Mà xin em cầu nguyện tiếp tục là em xin ơn được trung thành